Nhà ơi, nhà hết dầu gội em không mua à? Ui, em quên mất. Hay là thôi, tí anh đi siêu thị xong anh mua luôn giúp em. Đi mà. À, muốn đi siêu thị, cho con đi với. Jimmy có đi không? Thôi, chị không đi đâu, đi mỏi chân lắm, ở nhà xem tivi còn hơn. Mẹ ơi, con nghe thấy tiếng cọc cạch gì ở ngoài cửa ấy ạ? Chắc tiếng gió thôi. Nhưng mà con nghe từ nãy đến giờ rồi, hình như nó không phải ở ngoài cửa đâu. Hình như con nghe nó rõ ràng hơn là ở dưới bếp ấy mẹ. Ở dưới bếp á? Vâng. Thế chắc là bố đang dọn dẹp gì ở dưới đấy thôi. Nhưng mà bố với cả em sữa đi siêu thị rồi mà mẹ. Ừ nhở. Thế bây giờ tính sao bây giờ? Hình như có người ở dưới đấy á. Hay là trộm? Hai mẹ con mình thử xuống để xem thử đi. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Mẹ tưởng là có trộm ý. Trộm là trái tim của mẹ đấy. Trời ơi, thế sao mấy bố con không nói gì với mẹ? Mẹ biết thì làm sao mà sinh nhật thằng Kiến nữa bố nhở? Là thế này nè mẹ. Bố ơi, bố biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay á? Hôm nay là thứ hai, mai là thứ ba. Trời ạ, hôm nay là sinh nhật mẹ cơ mà. Thế bố không định tổ chức sinh nhật gì cho mẹ à? Chết rồi. May con nhắc bố đấy. Thế thì mình vẫn tổ chức như mọi năm thôi. Cả nhà mình lại đi ăn nhỉ? Thế hôm nay bọn con thích ăn cái gì? Trời ạ, ông bố yêu dấu của tôi đây sao? Thế thì nhàm chán lắm bố ạ. Hay là bây giờ hai bố con mình làm kiểu mới đi, kiểu độc lạ Bình Dương bố nhá. Như nào? Như thế có được không bố? Đi. Đấy là cả một kịch bản xịn sò của đây đấy. Làm đây cứ tưởng ăn trộm cơ. Ơ, kịch bản của con chứ. Không, kịch bản của con. Đây là của ai nhở? Của sữa hay là của mi? Bố chứ. Rồi, của ba bố con hết, được chưa ạ? Thế không nên sinh nhật của mẹ là gọi là gì nhở? Chắc là cú là thế kỷ đấy. Con một môn học nhảy cùng em sữa thích làm nè bố ạ. Còn con cũng thích làm bố ạ. Lớp học nhảy vừa năng động vừa cá tính đó bố ạ. Ôi giời, con gái nhà người ta thì váy bướm, chịu khó học nấu ăn, thêu thùa may vá. Con nhà mình cứ hơ ra một cái là chỉ thích động chân động tay. Như con cái Thảo nhà Thắng kia cũng học trường quốc tế như chúng nó đây này, nhưng mà hết giải nọ cũng giải kia. Con nhà mình thì anh làm sao nhở? Bây giờ Sữa với Min nó đang tuổi ham học hỏi. Em cho chúng nó đi trải nghiệm thôi chứ có vấn đề gì đâu. Vâng, ham học hỏi. Thế cái thời gian ham học hỏi đấy thì bớt cái thời gian nhảy đi. Chịu khó mà học để cho bằng con nhà người ta. Con dư tại mẹ. Đi làm rồi đấy à? Đấy rồi. Ai đâu đâu. Em tưởng hôm nay em nhờ anh là tiện đường đi làm về là đón chúng nó thôi cơ mà. Cho chúng nó đi học chứ đi đâu. Anh vừa mới xin cho hai đứa đi học thêm. Min thì toán, Anh rồi tiếng Việt đủ cả. Còn Sữa thì cũng 4 tuổi sắp vào lớp 1 rồi. Cũng phải cho nó tập đánh vần với tập viết chữ cho nó quen dần mặt chữ đi. Tới đây có khi là phải thuê thêm cả gia sư về kèm riêng. Làm sao để cho chúng nó hơn hẳn những đứa cùng lớp. Thôi, anh đi thay quần áo đi, chuẩn bị bán cơm. Vào ăn đi anh ơi. Cơm nước xong xuôi hết cả rồi, nhanh lên. Ăn cơm thôi. Min đâu? Sao không bảo nó vào ăn luôn? Đang học rất tập trung, tí ăn sau. Mình ăn trước đi. Học thì học cũng phải có giờ giấc ăn uống nó hợp lý chứ. Anh vào ngồi ăn trước đi, để em xuống em gọi con lên. Min ơi, Min. Min ơi. Anh nhìn xem,
Thì vẫn đang học đây thầy. Học cái gì? Anh đừng có áp đặt những cái mong muốn của anh lên con có được không hả? Đấy, anh xem, còn cái gì kia nữa? Sao con lại uống cà phê? Đấy là cà pha đây ạ. Tại vì con thấy bố hay làm việc căng thẳng đều uống cái này mà. Cà phê này chỉ người lớn được uống thôi chứ con còn bé con không uống được. Con biết chưa? Dạ. Bố xin lỗi, từ giờ bố sẽ không bắt con học nhiều nữa. Giờ ngoài những cái môn học ở trên lớp ra thì mẹ sẽ đăng ký cho con các lớp học múa, học nhảy, học hát nhé. Vậy hả bố? Con thích làm bố ạ. Yeah.